Sáng vừa ngủ dậy thì mình phát hiện ra trong vườn nhà mình có rất nhiều nhện. Một con nhện nâu có răng nanh và một con nhện tím có nhiều mắt. Hả? Ở trên này vẫn còn một con nữa. Trông nó đáng sợ thật đấy. Hình như nó định ăn hoa nhà mình thì phải. À, mấy con này biết tay chị nha. Xem đây, mà nhện thì độc lắm. Mình không thể bắt nó bằng tay không như thế này được. À, mình còn có vũ khoa mà. Con nhện này, xem đây. Còn con nhện tím này chưa biết sợ à? Ha ha. Vậy là mình đã tiêu diệt được hai con rồi. Còn một con nhện đỏ nữa. Đâu mất rồi nhỉ? Rõ ràng là vừa ở đây cơ mà. Lạ thật đấy. Nó đây rồi, chết này. May thật đấy, tí nữa thì bị nó cắn. Mà mình nghe thấy tiếng khóc ở đâu ấy nhỉ? Âm thanh phát ra từ đây các bạn ơi. Ai đấy? Ai khóc ở trong đấy thế? Hả? Thì ra là bạn My Mary. Cậu ấy đã bị những con nhện bắt và giam giữ ở đây. Nope. Chỗ này nguy hiểm lắm, chúng mình chạy thôi. Mệt quá, nhờ của bố bom mà cuối cùng chúng mình cũng đã giải cứu được My Mary rồi. Hôm nay mình sơn móng chân. Nhưng mà lem ra ngoài rồi. Hứ, cái gì thế này? Thì ra là một con sâu, nó đang ăn trộm táo trong vườn nhà mình. À, con này láo thật đấy, mau trả lại quả táo ngay. Đưa đây. Lấy lại được táo rồi. Hứ, lại để nó cắn mất một miếng rồi. Bỗng nhiên mình nghe thấy tiếng hét ở đâu nhỉ? Hóa ra âm thanh phát ra từ đây các bạn ơi. Thì ra là bạn Koromi đang bị hai con nhện tấn công. Một con nhện đỏ và một con nhện tím nhiều mắt. Để tôi bắt con nhện, chứng trị cho nó một trận. Ôi, nó cắn mình, chảy cả móng tay. Mình phải nghĩ cách khác mới được. Mình có cách rồi. Ta đã có đồng hồ pen 10 ở đây. Mấy con nhện kia hồn hồn thì mau tránh ra. Chết này. Nhện đã trúng đạn. Koromi, mau chạy thôi. Cuối cùng cũng thoát khỏi được hai con nhện đấy rồi. Mà tại sao trong vườn nhà mình lại có những con nhện đáng sợ như thế nhỉ? Mà lần này mình có đồng hồ pen 10. Vậy là cuối cùng đã giải cứu được Koromi rồi.